peel da là một cái phương pháp giúp da của chúng ta cải thiện rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là mụn trứng cá này, giúp da của chúng ta sáng hơn, căng bóng hơn. Mặc dù peel da tốt như vậy nhưng không phải ai cũng có thể tự peel được. Nhiều bạn tự peel tại nhà khiến cho da bị sạm đen hơn này, bỏng này, kích ứng, thậm chí là nổi mụn, khiến cho mặt của chúng ta tanh bành. Bởi vậy trong video ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ liệt kê 4 cái sai lầm khi peel da khiến da của bạn xấu hơn mà nhiều người đang mắc phải, để các bạn cùng nhau tránh nhé. Sai lầm đầu tiên đó chính là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có nồng độ cao ngay từ đầu. Nhiều chị em sau khi mình peel lần 1 thấy da chưa cải thiện nhiều nhưng lại thấy bạn bè của mình peel xong da căng bóng và sáng hơn, nên mình rất là ham chọn peel những cái loại nồng độ cao như bạn. Tuy nhiên peel da cũng tương tự như là chúng ta bôi một cái loại acid có tính xâm lấn nhẹ. Nếu như da của chúng ta không phải một nền da khỏe này, hay chúng ta không để da làm quen dần với sản phẩm, thì rất dễ gặp phải cái tình trạng là da của chúng ta dễ bị kích ứng, nổi mẩn đỏ và thậm chí là bị viêm da. Bởi vậy các bạn nên tìm hiểu kỹ hoặc chọn cho mình cái loại nồng độ thấp, sau đó là chúng ta peel quen dần mới bắt đầu nâng lên cái nồng độ cao. Thậm chí là với những cái loại peel xâm lấn nồng độ cao ấy, thì các bạn nên thực hiện tại phòng khám hoặc những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín. Bởi vì khi mà peel mạnh thì chúng ta không thể nào tự kiểm soát được nếu như chúng ta peel tại nhà. Sai lầm thứ hai là các bạn không chống nắng kỹ sau khi chúng ta peel. Đây là cái sai lầm mà không ít bạn gặp phải. Sau khi các bạn peel da thì da của chúng ta đã được lấy đi những cái tế bào sần sùi xỉn màu và để lộ ra cái làn da mới. Bởi vậy cái làn da mới đang mỏng manh như vậy mà chúng ta không bảo vệ kỹ, khi nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều này hoặc chịu nhiều tác động từ môi trường bên ngoài, rất dễ gặp phải cái tình trạng là da bị sạm đen hơn sau khi các bạn peel. Do đó điều quan trọng nhất khi các bạn peel da xong là các bạn cần phải sử dụng kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ da. Và tốt nhất là nếu như chúng ta đã xác định peel da ấy, thì nên lên một cái lịch trình để chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày sau peel. Và cái khoảng thời gian nghỉ ngơi đó chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể. Sai lầm thứ ba là các bạn không dùng những cái sản phẩm dưỡng ẩm đủ sau khi peel da. Khi các bạn peel da ấy thì cũng sẽ giúp da của chúng ta bong đi cái lớp sừng tự nhiên. Vì vậy mà da của chúng ta cũng sẽ khô hơn, dễ bị mất nước hơn. Nhiều khi các bạn chỉ cần cười thôi ấy, đã cảm thấy da mặt của chúng ta hơi căng căng rồi, và thậm chí là trên bề mặt da có những cái vẩy da đang bong. Bởi vậy nên trước khi các bạn peel da ấy, hãy chuẩn bị cho mình những cái sản phẩm giúp dưỡng ẩm phục hồi như là vitamin B3, vitamin B5, HA, ceramide để có thể củng cố được cái hàng rào bảo vệ tự nhiên ở trên da của chúng ta, giúp da của chúng ta lành nhanh hơn. Hoặc là một cái mẹo để các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm phục hồi đơn giản hơn, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái sản phẩm dòng cho da nhạy cảm, thiên về phục hồi. Như vậy thì nó sẽ cấp ẩm cho da của chúng ta tốt và da của chúng ta cũng phục hồi nhanh hơn. Tiếp theo nữa, cái thời điểm sau khi các bạn peel ấy, chúng ta cũng hạn chế sử dụng những cái sản phẩm thiên về treatment như là retinol, chetinoin hay là AHA, BHA. Bởi vì da của chúng ta cần phải phục hồi khỏe lại thì mới cân nhắc sử dụng những cái sản phẩm đó, có thể là khoảng 5 đến 7 ngày sau khi các bạn peel. Sai lầm thứ tư là các bạn lạm dụng peel da quá nhiều. Có thể lần đầu chúng ta peel da, thấy da của chúng ta cải thiện nhiều, nào là lỗ chân lông nhỏ hơn, da căng mịn hơn, hỗ trợ giảm mụn mớ thâm, nên là các bạn ở lại lạm dụng peel nhiều hơn. Chúng ta chưa chờ da của chúng ta phục hồi khỏe lại mà đã lại peel tiếp một lần nữa. Nếu như các bạn peel như vậy sẽ khiến cho da của chúng ta yếu, nhạy cảm hơn. Và nếu như da của chúng ta bị tổn thương như vậy thì cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta cũng bị yếu đi. Từ đó mà những cái tác nhân bên ngoài tác động lên da này, những loại vi khuẩn nấm cũng sẽ xâm nhập vào da, làm cho da của chúng ta dễ bị nổi mụn, mẩn đỏ và kích ứng. Nên là chúng ta sẽ có những cái tần suất peel phù hợp. Nếu như với những cái loại peel nhẹ nhàng, nồng độ thấp mà không bong tróc nhiều thì các bạn có thể cân nhắc khoảng 2 đến 3 tuần mình mới peel một lần. Còn với những cái loại peel mạnh mà gây bong tróc ấy, thì chúng ta cần phải chờ da của chúng ta hồi phục lại bình thường, có thể là mất khoảng 5 đến 6 tuần chúng ta mới peel lại lần tiếp theo. Các bạn cần phải thấu hiểu làn da của mình để có thể lựa chọn cho mình phương pháp peel cũng như là cái lịch peel phù hợp. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn tránh được những cái sai lầm khi chúng ta peel da, giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức giúp các bạn chăm sóc da của mình được tốt hơn. Bạn nào cần tư vấn thì có thể nhắn tin cho bác sĩ qua fanpage Bác sĩ Mão Phượng. Bác sĩ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.